Thưa quý vị, thu hút du khách mùa thấp điểm, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu. Nhiều doanh nghiệp cũng tận dụng thời gian này để chỉnh trang lại cơ sở vật chất, nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại hai địa phương ven biển Long Điền và Đất Đỏ. Ngoài giảm giá dịch vụ, resort này còn làm mới các sản phẩm dịch vụ nhằm đem đến trải nghiệm ấn tượng cho du khách. Nên dù trong mùa thấp điểm, nhưng vào dịp cuối tuần, công suất phòng của resort vẫn đạt hơn 60%. Bên khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Nguyễn Tất Thành có tổ chức cái buổi hội nghị, thì các cái phòng hội nghị, các cái tiện ích rất là tốt. Rồi các cái dịch vụ bãi biển thì cũng rất là tuyệt vời. Rồi hồ bơi. Khu vực của Lan Hương resort nó rất là trong xanh, xanh mát. Thì đặc biệt hơn nữa là cái đội ngũ nhân viên thì rất là thân thiện, vui vẻ. Thì Lan Đường có những gói dịch vụ và bắt kịch giống như là all in one, rồi gói khuyến mãi mùa thu, autumn bắt kịch, rồi những gói happy day, happy deal, khuyến mãi các ngày kích cầu các ngày trong tuần. Kèm theo đó là Lan Đường luôn muốn tạo ra một gói dịch vụ để khách hàng vừa nghỉ dưỡng và được trải nghiệm toàn bộ các dịch vụ tại Lan Đường resort. Tận dụng thời gian thấp điểm, resort này đầu tư xây dựng, chỉnh trang cơ sở vật chất, hạ tầng, đào tạo nhân sự nhằm nâng tầm chất lượng dịch vụ để chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm. Nâng cấp lại cái hồ bơi và mình làm cho một cái không gian nó sống động hơn. Và một số những cái nhà hàng cũng như là những cái khu mà để khách enjoy về cái ăn uống, để đó là một điểm mới trong cái Palace Long Hải Resort. Thu hút du khách mùa thấp điểm, nhiều cơ sở, khu điểm du lịch, các địa phương xây dựng nhiều chương trình kích cầu ngắn hạn, tăng cường ứng dụng công nghệ quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao. Ban quản lý du lịch chúng tôi cũng đã vận động tất cả các doanh nghiệp sẽ xây dựng những cái gói khuyến mãi hấp dẫn để làm sao để thu hút lượng khách. Và chúng tôi cũng đang liên kết với lại sở du lịch. Trong cái tháng kích cầu du lịch sẽ tổ chức một số các hoạt động trên các khu bãi biển của Long Hải nhằm sao để chúng ta quảng bá những cái hình ảnh đẹp hiện nay của huyện Long Điền. Trong bức tranh du lịch Bà Rịa Vũng Tàu 9 tháng qua, lượng khách đến với hai địa phương Long Điền và Đất Đỏ chiếm khoảng 20%. Trong đó, huyện Long Điền đón và phục vụ hơn 1,7 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 775 tỷ, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 84% kế hoạch năm. Còn huyện Đất Đỏ đón hơn 750.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt 592 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và đạt 89% kế hoạch năm. Tăng cường công tác quản lý, làm mới các sản phẩm du lịch, đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, các địa phương ven biển phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch năm nay, đồng thời cũng tạo đà phát triển hơn cho năm sau.